360 độ canxi. Chương trình được mang đến bởi canxi hữu cơ Úc Nesgcan. Bầu, sao giờ chưa về mà ngồi thừ ra đó vậy? Dạ, giờ em về nè chị ơi, mà đang lo lắng chút nên... Bầu bì mà lo nghĩ gì nhiều? Sao, có chuyện gì? Nói chị nghe coi giúp được gì không? Dạ, em có cơ địa không dung nạp lacto nên giờ không uống được sữa. Vậy nên cũng không biết bổ sung canxi bằng cách nào cho cả mẹ và bé. Việc này thì chị cũng không có rành lắm. Sao hôm bữa em đi khám định kỳ không hỏi bác sĩ tư vấn luôn? Có thai lần đầu, quên trước quên sau chị ơi. Chắc giờ em ngưng uống, chờ nghe bác sĩ tư vấn xem như thế nào. Đâu cần chờ. Giờ 18:14 hàng, mở nhịp sóng Sài Gòn lên, gọi hotline 1800 1125, nhờ bác sĩ tư vấn coi sao. 360 độ canxi. Tổng đài 360 độ canxi xin nghe ạ. Xin chào ạ. Em có cơ địa không dung nạp được lacto. Hiện nay em đang mang bầu tháng thứ 2 của thai kỳ. Em muốn nhờ bác sĩ tư vấn giúp em cần lưu ý những gì khi bổ sung canxi ạ. Vâng ạ, em xin Ngọc Nhi đã lắng nghe câu hỏi của chị. Ngay sau đây thì Ngọc Nhi sẽ gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Thu Hà, phó trưởng khoa chăm sóc trước sinh Bệnh viện Từ Dũ, để nhờ bác sĩ giải đáp cho chị nha. Dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Xin được chào đón quý vị và các bạn đang cùng trở lại với 360 độ canxi, chuyên mục được phát sóng vào 18:15 thứ hai và phát lại vào 18:15 thứ sáu hàng tuần trên nhịp sóng Sài Gòn VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên mục được đồng hành tài trợ bởi canxi hữu cơ Úc Nesgcan, giảm chuột rút, ngừa loãng xương, được nhiều người tin dùng. Và tôi là Ngọc Nhi, rất vui khi được trở lại cùng với tất cả quý vị. Và trước khi đến với những chia sẻ từ bác sĩ Thu Hà, chúng ta sẽ cùng đến với thông điệp từ canxi Nesgcan. Chọn canxi Nesgcan, canxi hữu cơ, khoáng chất dồi dào, tăng cường thêm canxi. Dùng Nesgcan, canxi hữu cơ, bổ sung canxi cho xương, còn có phốt pho tự nhiên uống ngay. Chọn canxi hữu cơ Úc Nesgcan. Canxi hữu cơ Úc Nesgcan với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Canxi hữu cơ Úc Nesgcan giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ Thu Hà và cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với 360 độ canxi ngày hôm nay ạ. Xin chào Ngọc Nhi và quý thính giả. Thưa bác sĩ cũng vừa nghe câu hỏi của vị thính giả gọi về, thì xin nhờ bác sĩ giải đáp ạ. Những người có cơ địa không dung nạp lacto thì sẽ bị rối loạn tiêu hóa, do trong cơ thể thì không hấp thu được cái loại đường này. Do đó, cái bước đầu tiên là mình nên chọn những cái loại sữa không có lacto. Cái thứ hai là mình sẽ bổ sung canxi từ những nguồn canxi tự nhiên, ví dụ như là các cái loại cá có xương mềm và hải sản, hoặc là mình có thể dùng những cái loại rau có lá màu xanh đậm. Cái nữa là mình có thể sử dụng đậu nành hoặc các sản phẩm từ đậu nành. Ngoài chế độ dinh dưỡng giàu canxi như bác sĩ vừa đề cập, thì mẹ bầu của chúng ta nên bổ sung thêm canxi bằng cách nào để đạt đủ được lượng canxi mà cả mẹ và bé cần? Bởi vì là đâu phải chúng ta ăn gì là hấp thụ được hết đâu, đúng không ạ? Cái khẩu phần ăn của mình á, thì nhiều khi á, mình chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu canxi của cơ thể. Do đó mình phải kết hợp với các cái canxi đường uống. Thì muốn bổ sung canxi đạt hiệu quả cao thì bước đầu tiên mình phải lựa chọn loại canxi phù hợp. Tức là mình phải lưu ý trong cái thành phần canxi đó nó phải có chứa nhiều chất. Ví dụ như nó phải có chứa vitamin D3, cũng cần phải có vitamin K để mà hấp thu canxi, gắn kết vào các mô xương, hạn chế những cái tình trạng mà dư canxi gây ra táo bón, vôi hóa thành mạch, sỏi thận. Cái thứ hai nữa là trong những cái viên canxi đó, mình cũng phải bổ sung thêm một số cái khoáng chất khác, ví dụ như là kẽm, magie, mangan, kali. Yếu tố vi khoáng này nó sẽ giúp cho cái quá trình hình thành, tái tạo xương, cũng như là giảm những cái tình trạng chuột rút. Cũng cần lưu ý nên chọn những viên uống canxi có tỷ lệ canxi phốt pho là 2:1. Tỷ lệ cung cấp canxi và phốt pho này tương ứng với tỷ lệ có trong tự nhiên trong xương người, nên sẽ giúp cho cơ thể hấp thu canxi được dễ dàng và hiệu quả hơn. Dạ vâng ạ, vậy chúng ta nên lưu tâm những gì trong việc lựa chọn canxi cho mẹ bầu không dung nạp được lactose, thưa bác sĩ? Việc lựa chọn canxi cho những mẹ bầu không dung nạp lacto thì mình lưu ý là nên chọn những cái viên canxi mà nó không có chứa đường. Và những cái viên canxi này á, thì về lâu dài nó sẽ có cái tác dụng rất là tốt, bởi vì mình phải dùng lâu dài
mà nó lại không làm tăng cái lượng đường trong máu, nhất là những cái bà bầu có khả năng bị tiểu đường thai kỳ, hoặc là những cái bà bầu béo phì có mỡ máu cao, hoặc là có cái nguy cơ cao huyết áp, tiền sản giật. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ Thu Hà dành cho quý vị thính giả của 360 độ canxi ngày hôm nay. Vâng ạ, nếu đang tìm kiếm một sản phẩm bổ sung canxi dành cho mẹ bầu không dung nạp được lactose thì quý vị có thể tham khảo sản phẩm canxi hữu cơ Úc có bộ 3 canxi, vitamin D3, vitamin K chiết xuất từ xương bò non Úc với canxi và phospho tương ứng với tỷ lệ tự nhiên trong cơ thể người 2:1, giúp cơ thể hấp thu canxi một cách hiệu quả nhất. Và những chia sẻ của bác sĩ Thu Hà cũng đã khép lại thời gian phát sóng của 360 độ canxi ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 18:15 thứ Hai và 18:15 thứ Sáu hàng tuần. Cảm ơn canxi hữu cơ Úc Nescan đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyên mục này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.